Chào bạn, hiện tại trước mặt mình đây là chiếc Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 2016. Mẫu xe này hiện tại chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là một chiếc thuộc đoàn Caravan du lịch Việt Nam, Lào và Thái Lan. Không, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Đây là mặt trước của chiếc Pajero Sport. Mâm khá là ngầu. Cụm đèn hậu của Pajero Sport. Hệ thống ống xả mặt dây gầm, tuy nhiên có hai trục ống xả giảm. Thanh kim loại mã chrome phía sau đuôi xe. Mâm 20. Đây là bậc lên xuống gắn cố định. Đây là bản mà rộng sẽ dẫn động Sport WD. Rất là đẹp. Gương chiếu hậu tích hợp đèn LED xi nhan báo rẽ. Mặt trước khá là ngầu. Hệ thống đèn pha thiết kế sắc nét liền phối với cụm lưới tản nhiệt với rất nhiều chi tiết ra làm kim loại mã chrome. Nếu như về Việt Nam cũng đây là đối thủ rất đẹp. Và ngay bên cạnh đây là một chiếc Fortuner 2016 rất là đẹp. Đây là một chiếc Pajero Sport 2016 nữa. Đây là phiên bản thấp hơn. Vẫn có bậc lên xuống gắn cố định. Đây là bản công, cũng là một bản dẫn động 4 cầu, à 2 cầu. Xin kết thúc video tại đây. Các bạn có thể lên kênh autoaily.vn để xem bài chi tiết của chiếc Pajero Sport này. Mình sẽ làm bài chi tiết trên đó. Chào các bạn theo dõi.